Huyện Triệu Phong do Lê Hùng Phước, Phó phòng Giáo dục làm trưởng đoàn vào lễ viếng. Oh,
pháp tăng địa hồ thì cam hiến động còn tăng quyến nổi ngoài thượng hạ chúng đã thêm lễ phong phủ thiên thượng vọng phật ân phụ thủy tiên Bye.
trần phàm bát tự, phương tư nội ngoài đạo đang địch đang tràn, trái có một tác thiên hạ lương bỏ Yeah.
tài Phật tiền tam quyến đại vì hương lên thi thần đàn lệ ta. Yeah.
công thiện đức tăng ni với sự chứng minh và cầu nguyện thiện thiện cho công thiện đức tăng ni xin đổi được phật thiện có sư cô thích được tịnh hòa đại diện tăng quyền xin đảnh lễ tam bái và dâng lên lời đặc biệt nam mô chứng minh sư bồ tát. Ngưỡng vật trước thiền đức tăng ni, ngưỡng vật đại đức sám chủ, ngưỡng vật chư tôn thiền đức tăng ni đồng tu pháp lữ. Kính thưa các vị bố lão, kính thưa quý các lãnh đạo chính quyền các cơ quan đoàn thể, kính thưa quý vị tôn thất, kính thưa toàn thể bà con cô bác nội ngoại bạn bè thân hữu lân lý gần xa. Trong những ngày qua, gia đình chúng con phải đối diện với sự mất mát vô cùng to lớn. Đó là sự ra đi vĩnh viễn của người cha kính yêu của chúng con là cổ Phật tử Hoàng Công Tạng Pháp Danh Tâm Giang, mất ngày mùng 6 tháng 11 năm Đinh Dậu nhằm ngày 23 tháng 12 năm 2017, hưởng thọ 64 tuổi. Chúng con thật sự mất đi một người cha kính yêu mà không bao giờ tìm thấy được. Dẫu biết rằng cuộc đời vốn vô thường, có sinh có diệt, có hợp có tan, nhưng đứng được cần phật tự biệt phân ly thì làm sao không bồi hồi đau xót trước giây phút ngàn thu vĩnh biệt này. Cho phép gia đình chúng con được vài lời ôn lại kỷ niệm của người cha hiền với tấm lòng thương tiếc và lòng tri ân sâu sắc đến chư thiền đôn đức tăng ni. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính lạy cha, chỉ còn đêm nay nữa thôi là ngày mai chúng con ngậm ngùi đưa tiệc thân xác ba về với lòng đất lần. Để rồi từ đây chúng con sẽ mất ba mãi mãi. Cha một đời quằn vai gần hằng, mẹ một đời đôi dép đạp bàn chân. Những kỷ niệm thân thương vẫn còn đây, hình bóng hiền từ cuối nặng lời, chỉ âm thầm cầu mong con cháu bình an. Thưa ba, thật sự đến giờ phút này chúng con vẫn không chấp nhận những gì đang diễn ra là sự thật. Trưa hôm ấy, khi tiếng điện thoại vang lên, nhấc máy để nghe thì tin ba mất. Phần khắc ấy, bầu trời như sụp đổ, con thấy mình lạc lõng bơ vơ. Từ nay con mất ba rồi, phải không chị, phải không em? Rồi làm sao chúng con còn nghe tiếng cười của ba buổi sáng, thấy bóng cha đi về đến căn nhà nhỏ. Ba đi rồi, mẹ một mình quẩn hiu. Chúng con hứa với ba là sẽ yêu thương hòa thuận với nhau, biết ăn chay niệm Phật, làm lần tránh dự để cho ba yên lòng. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, nghĩa sanh thần tròn kiếp mãi không quên. Cha ơi cha hãy ngủ yên, ngàn năm vỗ giấc cô miên mộng lần. Khăn tang con trẻ tròn vần, nơi miền âm cận lòng thần tiễn đưa. Kính bạch chư tôn thiền đức,
Trước sự mất mát đó, gia đình chúng con đã được bù đắp bằng tình thương và săn về tình độ. Chúng con để chủ nguyện chia buồn sắp xếp tăng lễ được chu toàn. Chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn thiền đức trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, lớp K4 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, tập thể lớp A1 K5 khóa 5 trường trung cấp Phật học tại Huế đã đến phụng điếu và trì tùng kinh chú cầu nguyện cho hương linh ba chúng con được siêu sanh về Tây Phương thẳng cần. Với những tâm tình cao quý mà chư tôn Đức Tăng Ni đã dành cho gia đình tăng quyến chúng con thật vô hạn. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp. Chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân và cầu nguyện cho quý ngài thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Mặc dù chúng con đã cố gắng sắp xếp, nhưng không sao tránh khỏi việc rót trong tăng lễ. Chúng con xin thành tâm sám hối và nguyện xin quý ngài hoan hỷ niềm tình cho chúng con. Gia đình chúng con xin thành kính cảm tạ. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Thừa Trụ Tam Bảo Đại Đại Chứng Minh. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Đại Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Đại Chứng Minh. Thưa Hội đồng điều hành làng văn hóa thôn An Tú, thưa họ tộc nội ngoại, thưa bạn bè thân hữu, cùng tăng môn hiếu biến chọn làng hương lý gần xa, chiều hôm nay là ngày cuối cùng tiễn biệt hương linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng hôm mai là lúc di quan tuyệt điện đưa hương linh về nơi an nghỉ cuối cùng trên miền đất của dương thế, cho phép chúng tôi được thay mặt toàn thể chư tôn Đức Tăng Ni có vài lời gửi đến hương linh và các vị trong tăng quyến. Thưa hương linh Phật tử, Pháp danh Tâm Sáng, Thế danh Hoàng Công Tạng. Người xưa có câu, phụ tử tình thâm chung hữu nghĩa, phu thê nghĩa trọng dạng phân ly, càng khôn số tầng tình nam tầng, giang hạ lưu càng liệu bất càng. Có nghĩa là nghĩa sâu cũng phải xa cách, càng khôn thì có thể trời đất có thể tồn tại, nhưng tình của con người, của cha con, của vợ chồng thì không bao giờ tồn tại. Vậy nghĩa đó bậc phụ mẫu chi như thế, và chúng duyên nhi cộng thành, tuy nại tử đại, phò trì thường tương vi bồi, vô thường lão bệnh, bất dự nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong, sát na gì thế. Đó là nói đến sự vô thường của kiếp sống con người hàng hồi trong thời ngày xưa. Cách đây gần 3.000 năm lịch sử, Thái tử Tất Đạt Đa trước khi xuất gia chuyển thành Phật đạo, ngài là một vị thái tử có đầy đủ vương quyền trong tay,
có đầy đủ khả năng để hưởng trọn tất cả những niềm vui trong cảnh ngủ nhục. Thế nhưng với ánh sáng trí tuệ, Ngài đã nhận thấy thống khổ, cho nên Ngài đã từ bỏ vương vị để ẩn mình vào chỗ rừng sâu hang hiểm để tìm ra chân lý, giải thoát cho bản thân cũng như cứu độ cho muôn loài chúng sinh đang quằn quại trong địa khổ thương đau. Suốt chiều dài lịch sử, kể từ ngày đó đến nay đã gần 3.000 năm, từ khi Đức Phật là Thái Tử đã tìm ra được chân lý để cứu độ chúng sinh tại thế gian, đó là vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý chân thật, không phải nói bằng lời suông. Thưa Cương Linh Phật tử, vì sao như vậy? Chúng ta ở trên thế gian, chúng ta có quyền cao chức trọng, chúng ta có tài sản gia nghiệp và lớn lao đến chừng nào đi chăng nữa, nhưng khi nhắm mắt ra đi, tất cả những cái gì của thế gian cũng chỉ để lại cho thế gian, thì không đem theo được, mà chỉ có giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Đấng Từ Bi đã tìm ra mới có khả năng đưa một chúng sinh từ điểm mơ sang bờ giác ngộ. Phật tử, ở trên thế gian này, chúng ta xây dựng chiếc cầu có rộng bao nhiêu, có dài bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chỉ đi đủ để nối từ bờ này sông sang bờ kia sông. Chúng ta có những con tàu có rộng, có lớn, có hiện đại để đưa người từ bên này sang bên kia, chứ không có một chiếc cầu hay một con tàu nào đủ khả năng đưa chúng sanh từ bờ mê sang bờ giác ngộ được, mà chỉ có con tàu, chiếc cầu của trí tuệ, chiếc cầu của bát nhã mới có khả năng đưa và dẫn dắt cho một chúng sanh từ lục đạo luân hồi sắc tử sang bờ bên kia giác ngộ lại. Thưa tất cả quý vị, thưa Hương Linh Phật tử, cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến nhiều lắm thì kéo dài được 100 năm, thế nhưng chẳng mấy ai đạt được số 100 năm đó. Thế mà trong chặng thời gian ấy, niềm vui thì ít mà cảnh khổ thì nhiều. Cảnh đoàn tù chưa được bao lâu thì giờ cuộc phân ly đã đến rồi. Những năm làm thân tử đài đến giờ phút này, theo lẽ vô thường, thân tử đài của Hương Linh không còn nữa. Hương Linh Phật tử, trên đời này một chuyện thích nào có lúc sinh ra thì chắc chắn sẽ có lúc diệt đi, nhưng cái chết của một người có chân lý, cái chết của một người có ánh sáng trí tuệ là cái chết chỉ thế đi về bên kia thế giới khác lần, là cái chết của sống chết tùy duyên. Nhưng cái chết của một chúng sanh mê mờ đau khổ thì chưa biết là đó là có chỗ nào. Vậy Hương Linh kể từ giờ phút này đừng đem tâm liều tiếp thân mạng vô thường này nữa, mà hãy hướng lên tâm vào hướng lên Đức Phật A Di Đà để thẳng tâm nhờ Phật, để cầu nguyện, được vãng sanh.
về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thương linh Phật tử, từ cõi Tháp Bà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta không thể dùng tiền bạc hay danh vọng để mua được, mà chúng ta phải từ bản thân mình. Chúng ta phải ngộ được thế nào là vô thường, thế nào là cao quý, để chúng ta có một cái nhìn nhận rõ ràng về cuộc đời này. Khi đó mới có khả năng tiếp thu được những gì mà Đức Phật dạy rằng. Thưa vì chúng ta đang sống trong cảnh vô minh, nên tâm trí chúng ta cũng vô minh. Điều đó chúng ta không có đủ ánh sáng của trí tuệ để thấy được việc nào đúng, việc nào sai, đâu là con đường sáng, đâu là con đường tối. Cho nên chúng ta đã tạo ra muôn ngàn tội lỗi. Nhưng khi chúng ta đã tạo ra tội lỗi, chúng ta không chỉ dừng lại và trách cứ, mà chúng ta biết kiểm điểm mang năm sám hối, biết hồi đầu tam bảo, quy y Phật Đà để có được một cuộc sống đạo đức thuận lương, thọ trì tam quy ngũ giới. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Ngũ giới năm giới cấm, từ kể từ khi Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian này, thì năm giới cấm cũng đã tồn tại hiển nhiên trong làn sống của con người. Đó là năm điều cấm giới. Nếu một ai, một chúng sinh nào, một con người nào, từ một vị vương vị cho đến một thường dân, nếu ai biết giữ gìn năm giới cấm, thì người đó sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, trong ấm ngoài êm, gia đình hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không biết giá trị của năm giới cấm mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, mà chúng ta làm điều ngược lại, thì chắc chắn rằng đời sống chúng ta sẽ gặp muôn ngàn đau khổ, vì rằng chúng ta đã tạo ra muôn ngàn tội lỗi. Vậy muốn được tiêu trừ tội lỗi để sanh về cảnh giới an lành, thì hương linh Phật tử trong đời sống hiện tiền đã phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới với Phật chân tâm sáng, mặc dù vẫn biết cuộc đời rất khó giữ. Chư Tôn Đức Tăng Ni với những lời kinh tiến đề trong mỗi ngày qua, còn mỗi sự nhất tâm cầu nguyện của toàn thể các vị Phật tăng thân công thân thiện hương linh, thì những cái đó, những điều đó nó có giá trị vô cùng to lớn hơn tất cả những giá trị mà như vàng bạc châu ngọc. Đó là giá trị tài sản để hương linh có thể được nương nhờ trong đời sống kế tiếp. Sau này, thưa hương linh Phật tử, để làm được một con người là rất khó, nhưng gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Học được giáo lý của Đức Phật cũng không phải dễ. Nghe được một lời kinh tiến đề không phải là chuyện dễ làm, mà đó là một điều vô cùng rất khó khăn đối với một chúng sinh không có duyên với Phật Pháp. Như đó là những lời dạy vàng ngọc từ kinh cầu của Đức Phật dạy cho chúng ta. Hương linh hãy lấy đó làm lòng để có một con đường, để chọn cho mình một con đường đi, một lối về qua. Để từ khi hương linh nhắm mắt ra đi, thì chắc chắn rằng tuổi đời chưa phải là cao, con cái vẫn chưa lo chu toàn,
trách nhiệm của một người cha, một người mẹ có một phần nuôi dạy con khôn lớn, xây dựng hạnh phúc ấm no cho đàn con. Hương linh nhân đã lo được gần chu toàn cho gia đình thì hương linh hãy cứ yên lòng tìm về ánh sáng trí tuệ Phật pháp, được mà nương nhờ, được mà đi theo, được cầu nguyện cho mình sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành. Thưa hương linh Phật tử, thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Ta Bà tuy xa thật là xa, nhưng vì hạnh nguyện từ bi của Đức Phật A Di Đà, như người cha lúc nào cũng tựa ngựa trông con trở về, thì Đức Phật luôn luôn dội hai cánh tay vàng của mình để tiếp độ những chúng sinh nào mong muốn được sanh về cảnh giới an lành của Ngài. Vậy kể từ giờ phút này, hương linh hãy nhất tâm niệm Phật, nhớ Phật và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa các vị trong tam tuyến, chẳng mấy ngày lúc tôi qua với niềm bảo đảm thâm ơn sinh thành dưỡng dục của người cha thân thương đến mến. Giờ này các vị đang tận cực hầu bên chi ẩm và bảo nhang của người cha thân thương để tưởng nhớ sinh thành dưỡng dục. Trước mắt các vị đã tính đến cảnh chia tay, lòng các vị bồi hồi thương nhớ, tim vì đến sáng hôm mai tất cả bà con đã mời ngoài xa gần để cho hương linh về đây nghỉ cuối cùng. Một khoảnh khắc mà âm dương đã hai ngã sắp tới đôi cùng, cho nên người xưa có câu để nói lớn nói lên công ơn to lớn của cha của mẹ, công cha như núi cao vời nhọc nhằn chặt quạng cuộc đời của con, làm con nên phải xót xa đã tìm về nhà là trời cao. Thưa các vị trong tam tuyến, khi nói đến công cha niệm mẹ thì chúng ta cũng đã từng nghe Đức Phật dạy trong kinh Vu Lan, dầu nói hết sắc thịt, dầu đụng hết cây trên rừng làm bụi, lấy nước dưới biển làm mật, để mà biết lên công ơn to lớn của cha mẹ không bao giờ được gì. Nhiều ít cũng hiểu đạo mà chưa có lần nào để anh em ngồi lại để nói chuyện đạo mà anh học bao nhiêu năm, chưa có dịp để mà anh em chị em ngồi lại đầy đủ như ngày hôm nay. Hôm nay chị và các em, chị Sương, Dân Trí, Dân Tuệ, Dân Tuấn, chị Khuê ngồi xuống để lắng nghe. Ngoài cái việc người đời nói rằng thương cha, thương mẹ phải lo bảo hiếu, nhưng bảo hiếu bằng cách nào? Người xưa có nói rằng nuôi vui ở tỉnh bình lo, tang thương tế cận sao cho trọn nghỉ. Có nghĩa là mình chăm sóc cha mẹ của mình lúc tuổi già, nhiều bệnh tật, ốm đau, ăn ở rất với cha mẹ mình phải kính trọng, chứ không phải lấy lệ làm cho có lệ, làm một tấm không hiểu kính, làm sợ thiên hạ chế cười. Tang thương tế cận phải trang nghiêm kỳ dỗ, phải đem tâm thần ý thật. Ngoài việc
Trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy, một người con, một người cháu, nếu biết ăn ở có hiếu có thuận với cha mẹ, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha kính mẹ, cũng chính là thờ hai vị Phật trọng vậy. Mặc dầu người cha của vị quý vị kể từ nay không còn nữa, nhưng dòng máu đang chảy, những khuôn mặt, nét mắt, làn da, thân thể của quý vị đều do cha mẹ của quý vị mà quý vị có được ngày hôm nay. Quý vị có được một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của cuộc đời, thì chúng ta và tất cả những vị trong tam quyến đã gặp mất đi không biết bao nhiêu sự khổ cực lo toan của cha của mẹ. Vậy kể từ giờ phút này, không phải trong những ngày tang lễ, mà trong những ngày hủy nhật cũng như sau này, quý vị phải biết tôn thờ cha mẹ, lo ma chay làm lành, làm việc phước đức, để đem công đức hồi hướng lên tam bảo, cầu nguyện cho cha mình sớm được sanh về cảnh giới an lành, thì mới nếu làm được như vậy thì mới mong đạt được một chút hiếu tình cho cha cho mẹ. Một người con người cháu đối với cha mẹ thì chúng ta đã đánh mất đi nhân cách của một con người. Vậy ta vì hai sáng suốt nhận định cha mình rồi đã qua đời, nhưng chưa hết cách báo hiếu, vẫn còn muôn vàn cách để chúng ta đền đáp ơn cha mẹ này. Chúng ta hãy khéo biết thờ phụng cha mẹ. Khi cha mẹ còn tại thế, thì chúng ta tạo điều kiện cho cha mẹ mình có được một cuộc sống đạo đức thuận lương, khuyến khích cha mẹ quy tam bảo để làm điều tốt nhất, lợi ích cho việc bản thân mình và cho mọi người. Đó là việc nên làm của người con người cháu các gia đình. Thưa quý vị, A Di Đà Phật, chí thân đảnh lễ. Oh,
Thank you.
làm yên ngựa cho con. Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa cha thường đưa con đến lớp, cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ốm con đau, thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là vầng thái dương rọi cho con bước đường tương lai, cha là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Tấm lòng nhân ai cha.
quyến, kính cẩn hương hồn đồng chí. Chúng tôi vô cùng xúc động và đau buồn khi được tin đồng chí Hoàng Công Tám, hội viên chi hội người Việt Minh thôn An Tùng chúng tôi đã tạo thế vào ngày 23 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 6 tháng 11 năm Dậu vượng cỏ 60 tuổi. Đồng chí Tám ơi, đồng chí đã ra đi, không những gia đình là mất đi một người chồng, người cha, người ông, họ hàng làng xóm mất đi một người thân hiền hòa, thân thương và tình mến. Chiều hội cử chuyển đến con an của chúng tôi bắt đi một đồng chí hội viên nhiệt tình gương mẫu trong sinh hoạt công tác và trong cả phong trào xây dựng hội. Dẫu biết rằng người là vô thường, có sinh ác sẽ có tử, những cái định luật vô thường khác nghiệt ấy đã đến với đồng chí quá ư là đột ngột, để lại cho gia đình họ hàng làng xóm biết bao nhiêu nỗi đau thương và mất mát. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 10 tháng 11 năm Đinh Dậu, được lên chủ và đồng chí với tấm chi là thân thương khỏi hương trồng nghĩ núi và nhiệt vòng hoa tươi thắm với lòng địa phương vô hạn. Chiều hồi từ chuyển đến công an thủ chúng tôi làm lễ ký điều nhiệt liệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Về dự lễ ký điều có đồng chí Nguyễn Hồng Hà, hội trưởng hội cử chiến binh của xã, đồng chí Hoàng Đình Phương, bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Quang Như, chủ nhiệm hợp tác xã. Và các ông bà, ông ban mặt trận và các đoàn thể trong đồng chí trong thôn, các đồng chí trong ban trong phần và các đồng chí trong hội cử chiến binh có ăn đủ và họ hàng là có hàng xóm bạn bè gần xa tập trung về đây đốt nén hương tiền điện, nguyện cầu cho hồn đồng chí sống siêu thân về miền tình cần. Đồng thời chúng tôi xin chia buồn cùng người đáng quý được nỗi đau thương mất mát quá lớn lao này. Chương trình hoàn lễ chúng tôi đã trọng để mời đồng chí về Hồng Hà đến chương trình. Lĩnh vực nào luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sống tốt thần,
tận tụy hòa nhã, được đồng đội tin tưởng, nhân dân hạnh phúc. Đối với gia đình, đồng chí là người ông, người chồng, người cha mẫu mực, cùng với vợ hiền, vợ chồng đồng chí sinh ra được 6 người con. Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng luôn luôn sống chung thủy, chấp nhận hy sinh bản thân để lo cho con cái trưởng thành và ăn học đến nơi để trốn. Các con của đồng chí cũng đã được trưởng thành, có nhiều anh chị đã đóng góp cho địa phương và xã hội. Bà Huỳnh Thị Cam cũng là một hội viên hội cựu chiến binh thuộc thôn An Trú. Thưa các đồng chí, bà con cùng gian truyền, cuộc đời mỗi con người cũng có thể tính bằng thế kỷ, nhưng cũng có thể chỉ bằng năm tháng. Xin có hưởng hàn từ vô kỳ, 64 năm cuộc đời của đồng chí cũng đã từng trải qua biết bao dâu bể, nỗi vui buồn, gian khổ, vinh quang. 70 năm tạo tần sở hôn, chăm lo cuộc sống gia đình, ăn hại nhiệt tâm, mang sức mình cống hiến cho quê hương, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến ngày hôm nay. Tuy còn nhiều ước muốn, nhưng một tai nạn đột xuất đã cướp đi sinh mạng của đồng chí, và đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta rồi. Là đồng chí ơi, khi còn sống, đồng chí là một người đức độ, giàu tình cảm và lòng vị tha. Nay đồng chí mất đi, chi hội mất đi một người hội viên gương mẫu, quê hương mất đi một con người tâm huyết, gia đình mãi mãi vắng đi một người thân thương, sớm luôn gần gũi. Từ đây trên quả dương trần này, trong căn nhà ấm áp này, mãi mãi vắng bóng cha, là một người ông, người chồng, người cha, nỗi đau buồn này thật là lớn lao, không lấy gì che lấp nổi. Chồng biết xin hưởng hạn từ vô kỳ, đời là vô thường. Kính thưa hương hồn đồng chí Hoàng Cao Tám, thưa đồng chí và thưa các đồng chí bà con cùng toàn thể gia quyến, trong giờ phút ly biệt thương đau này, chúng tôi xin tách bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc, lòng tiếc thương vô hạn và chia sẻ nỗi buồn tới toàn thể gia quyến. Được lên đầu đồng chí, chúng tôi xin hứa phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, chung sức chung lòng xây dựng tổ chức hội càng ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển. Đó là hoài bão mà đồng chí đã lúc còn sống hàng mong ước. Trong phút này, trong phút tang nghiêm này, thay mặt ban lễ tang, chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí cùng toàn thể bà con, toàn thể gia quyến dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc của hàn tiễn biệt đồng chí Hoàng Cao Tám về nơi an nghỉ. Nam mô Đại Minh Sư Bồ Tát Ma Tát.
thương lý giáo thân âm thẳng hoa ta thì tư vong thì nô ăn trúc sâu ăn đối riêng như công hẳn phiền điền thiểu đã sắc thật chi đức chi lời tạo hoàn sẵn sàng thiên cho chúng ta đồ nhiên cũng nhập mang tuệ tài đến dấu niên thập nhật duyên sơ thập nhật thân Thank you.
sao đến được. Thời gian như ngưng trôi, nỗi đau buồn không vơi, chỉ còn đây là tiếng nức nở mất mát chia ly. Thương nhớ khôn nguôi làm quặn thắt lòng ta khi phải tiễn biệt người thân yêu nhất. Lễ di quan tiễn đưa linh cữu thân phụ đến nơi an nghỉ cuối cùng đầy trang nghiêm xúc động, đầy thương tiếc của con cháu nội ngoại, bà con cô bác, quý vị thông gia, bà con xóm làng, bạn bè thân hữu gần xa đều đã có mặt đông đủ để đưa tiễn một con người suốt đời hy sinh cho gia đình, họ tộc, cho quê hương. Hiếu sự với tổ tiên ông bà cha mẹ, dạy dỗ con cháu nên người. Một con người đầy lòng nhân ái với bà con xóm làng. Thân phụ ra đi để lại bao thương tiếc mến yêu, để lại bao gương sáng nhân hậu, dạy dỗ con cháu đời sau. Kể từ đây âm dương cách biệt, bởi lòng người xa cách mãi mãi, không bao giờ còn gặp lại bóng hình thân quen. Dẫu chia ly buồn đau, nhưng tình cảm thân quen của thân phụ
vẫn sống mãi trong ta. Nghìn thu vĩnh biệt, nói sao cho vơi đi nỗi lòng nhung nhớ và nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi. Chỉ còn đây nỗi trống vắng quạnh quẽ trong lòng, kính mong hương hồn của hương linh thân phục siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, và tất cả mọi người, các con các cháu, nguyện đoàn kết thương yêu đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau để thân phụ được vui lòng nơi chín suối. Những đường làng ngõ xóm thân quen của ngày nào đó mà hôm nay linh cữu của thân phụ đã đi qua, để lại đằng sau bao nỗi xót xa thương mến. Những tình cảm thân quen ấy vẫn cứ mặn mùi và vẫn còn đâu đây trong tâm khảm của người vợ, các con các cháu, bà con nội tộc ngoại tộc của quê hương. Cha ra đi với dù giấc ngủ rất êm đềm khổ, dù cha về cùng tiên cùng tổ bề trên, chẳng hành con cháu đi về khó gian. Cha ra đi vô thường không có, để núi sầu xa xót cháu con, làm sao hiếu đạo vuông tròn, mấy dòng khóc cha mỏi mòn sầu đau. Thôi hết rồi nải chuối buồng cau, và tiếng hát đêm thâu dịu ngọt, sầu núi sầu sầu lên chót vót, lệ chân thành đắng ngọt cha ơi. Đưa cha đến ở nơi cha ngủ, giấc nghìn thu giấc ngủ mơ màng, tâm hương lệ chảy tỷ hàng, ngàn thu vĩnh biệt muôn vạn giọt mưa. Làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi, cha
cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Bù đắp nỗi đau, cuộc đời đã qua tận vì sớm hôm để lo chịu toàn thương dùng con cái biết theo đạo. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ
thắm xuống hồn. Thank you.
Dậy rồi, dậy dậy, chúc mừng. Còn người đúng lắm, còn người đúng. Trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy,
mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui cùng rừng nào là vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chết một chiều